năm tháng ơ thường, bây giờ là bao đêm nhớ về em. Anh ở thấy em về trong nắng xuân, hoa thắm đời bên thềm, diều đêm bước em đi nhịp cầu nối liền. Vầng trăng trong sáng, dòng sông tôi hơn ngó, nối tiếp anh mơ nhiều. Anh với em tay nắm tay đi vào tình ai kết hoa thơm. Kìa mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má mỗi khi nhìn. Giới thiệu đến anh em các bác, em đang test cặp loa xì cốt rất là cổ và hiếm của Mỹ. Cặp loa này có thể có khả năng nó ra đời vào những thập niên cuối 60 đầu 70, khoảng năm 70 anh em nhé. Sử dụng cấu hình giống như loa R đấy, hai đường tiếng. Con này thì bát là bát 16, một chép rất là lớn, chép giấy. Tiếng rất là mộc mạc, dày dặn, loa thùng gỗ lạ, nguyên bản. Xì cốt. Con này 8 ôm. Sơ ri bằng nhôm. Loa rất là đẹp. Cặp này thì phù hợp cho các bác biết nghe nhạc, biết cái nghe nhạc và cái gu nhạc là những cái dòng nhạc vàng của Tuấn Vũ hay là Chế Linh, những cái năm cũ, thì cái đôi loa này nó thể hiện đúng được cái chất nhạc của ngày xưa, nghe nó rất là mộc mạc. Bát 16 anh em nhé, bát 16 màng giấy. Gân này là gân vải, rất là mềm. Chiều xưa có ngọn trúc đào. Chúng ta cái này thì chơi phối ghép với các dọc băng cassette, băng cối hay là đánh nhạc vàng trong cái không gian phòng của chúng ta vừa phải, rất là hay. Phòng ngủ để chúng du ngủ cũng được, rất là hay. Cặp này rất là nhỏ xinh, giá 3 triệu anh em nhé. Căng cước này, căng đẹp. Xì cốt.